number. À, làm đầu tiên quá các em anh em à. Wow, đây là ngã tư Ba Con Cò nha. Quốc lộ 13. Hello. Chào tất cả mọi người nhé. Thì chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với cái video mới của mình. Thì hôm nay mình đi chân thành về là giờ khoảng là 10 giờ sáng nha các bạn. Đây là chợ Bến Cát, trung tâm hành chính Bến Cát đây các bạn. Bây giờ hôm nay là thứ hai thì mình đi chân thành. Tại vì công ty mình đang làm á thì chỉ làm buổi chiều thứ hai thôi. Còn sáng thứ hai thì nhân viên được nghỉ thì mình cũng đi lên chân thành để tham khảo thị trường á, và cái thứ hai nữa là để làm hồ sơ giấy tờ trước mình có bán cái hồ sơ á, bán cho khách mấy lô đất nhưng mà mình vẫn chưa làm được sổ các bạn. Thì hôm nay là trời cũng khá nắng nha các bạn. Như bạn thấy thì rất là nắng luôn. Đợt vừa rồi các bạn thì mình có đi chạy xe các bạn, nhưng mà bị lấn lên xíu vì công an nó phạt. Thì các bạn trong thời điểm này thì các bạn đi đứng nhớ là cẩn thận nha các bạn, để tránh những cái đáng tiếc xảy ra ngoài mong muốn nha. Đây là quốc lộ 13 nha các bạn. Dạo này Bộ Giao thông có ra nhiều bộ luật mới, nhưng mà cái đó là những cái tin trên mạng thôi nha các bạn. Các bạn hãy kiểm tra kỹ trên các cái trang chính thống của nhà nước nha các bạn. Thì Facebook thì chia sẻ rất là nhiều về những vấn đề như bằng lái A1, A2, rồi B, tất cả có 17 hạng mục mới đó. Thì mình đã hỏi những cái thầy dạy trong các trường ha, thì chưa có thông tin gì hết, chưa có bộ luật gì hết, nên các bạn cứ yên tâm mà chạy như bình thường nha các bạn, không vấn đề gì hết. Cái bộ luật mới này á giống như là mình làm cho những người nước ngoài có cái bằng lái qua Việt Nam mình chạy bình thường, và những cái bằng của mình qua quốc tế mình chạy bình thường nha các bạn, gọi là bằng quốc tế luôn á. Còn khi nào mà anh em thi bằng mới sẽ cấp bằng mới cho anh em đó, không phải là bắt buộc mà phải đổi 100% nha các bạn, không phải bắt buộc, nhưng mình thấy cái đó nó cũng tốt thôi. Thì các bạn cứ chạy đi bình thường thôi, không có vấn đề hết. Khi nào bộ luật thông báo chính thức, các báo đài truyền hình thông báo chính thức, và các bạn hãy xử lý nha, đừng có hoang mang quá. Thì hiện tại mình vừa lấy các bạn B2 4 bánh xong, thì sắp tới mình có thể là thi bằng A2 luôn. Tại vì qua tháng 8 này là đổi tất cả sách thi luật mới. Ví dụ như các bạn thi bằng A1 hoặc A2 thì trước là 450 câu hỏi, B2 cũng vậy,
bây giờ là lên là 600 hết rồi nha các bạn. Nhưng mà luật rất là khó nên các bạn tranh thủ đi học luật nha các bạn ơi. Đây là cổng chính của máy thuốc 1 nè các bạn. Thì ở đây các bạn có biết một ngày idol giới trẻ bây giờ không? Anh Tiến Thành Lê, YouTuber nổi tiếng ở nhà bên tay phải nha các bạn. Bên tay trái chứ, tay trái à. Kinh doanh vật liệu xây dựng. Đây cái đoạn bên tay trái đó các bạn. À, khúc này bữa hổm cũng vừa mới bị bắt cái này. Tại vì qua xanh đỏ cái đường nó bị khuất thì mình lấn ra nó lên giữa ha. Thì mình chạy lên thì sơ ý là bị công an tấm vô và mình như thông thường thôi, không làm giấy tờ thì mình có thể là thủ tục rồi mình đi, không vấn đề gì hết. Đừng có cải cố là tại vì đường quốc lộ 13 này là không được phép lên giữa, đường quốc lộ mà không được phép lên giữa. Ngoài quốc lộ 1 thôi. À, làm đầu tiên quá các em anh em à. Wow, đây là ngã tư ba con cò nha, quốc lộ 13.